Vâng, mình xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì sáng sớm ngày ra, mình lại nhận được một cuộc gọi đến từ phía Nam. Vâng, của anh Phước, anh đến từ thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Đấy, anh cũng ủng hộ mình một bộ máy Mosoketab phiên bản không phải trả phí hàng năm. Đây anh em này. Đấy. Và công tác đóng gói cho anh thì mình cũng đang chuẩn bị hộp xốp và cũng như là sách vở để tặng anh luôn đây rồi. Đây thì 5 tập sách sơ đồ mạch điện anh em nhìn này. Đấy, mình cũng đã đóng gói đây rồi. Đấy, địa chỉ của anh mình cũng đã ghi ở đây hết rồi. Đấy. Anh em mua máy chỗ mình thì luôn được gửi tặng kèm 5 tập sách sơ đồ mạch điện mạch lẻ in màu luôn nhá. Đấy. Anh cũng nhờ mình mua hộ bộ máy Tab S6 của Samsung. Đấy, anh em nhờ mình mua hộ bộ máy này cũng tương đối nhiều đây. Máy này rất là dùng rất hay anh em ạ. Đây, mình cũng đã mua về rồi và vừa rồi mình cũng tải phần mềm Mosoketab về cho anh luôn đây rồi. Đây. Anh cũng ủng hộ mình luôn. Hai sợi cáp, một sợi cáp để kiểm tra hai cái van gió ra đăng ti tự động, đấy là van IACV của hãng Honda và van ISC của hãng Yamaha. Vâng, một sợi cáp này thì anh em nhìn này, một sợi cáp là ra 4 đầu dây luôn. Đấy, sợi cáp này thì kiểm tra CKP của những cái dòng xe đề ACG đúng không ạ? CKP này thì anh em biết rồi, nó là một cảm biến hô. Đấy. Cho nên là cái công tác đo đạc nó rất là phiền phức. Anh em có những cái sợi cáp này, anh em kiểm tra bằng máy thì nó rất nhanh, để cho thông tin rất là chính xác đúng không ạ? Đấy thì anh em biết là những cái bộ máy Tab ngày nay thì nó quá hiện đại rồi. Đấy, và thông tin hướng dẫn thì rất là rõ ràng. Đây mình cũng anh em thợ cho mình đây cũng đang thực hành dùng máy Mosoketab để kiểm tra chất lượng ESM của những cái dòng xe đề ACG đấy anh em này. Đấy, anh em cũng đang thao tác, anh em cũng đang giờ để đây để đang làm một cái việc khác. Đấy, tí anh em lại quay lại anh em thực tập luôn. Thì với những cái bộ cáp như này thì anh em kiểm tra rất là dễ đúng không ạ? Đây. Đấy. Kiểm tra ECU cảm biến đúng không ạ? Bộ cáp kiểm tra ECU của những dòng xe đề ACG thì mình cũng đã lên video rồi, anh em có thể xem lại nhé. Đấy. Kiểm tra trực tiếp chất lượng ESM phần cứng cũng như phần mềm luôn để anh em cho được kết quả chính xác. Đấy, là xe bị lỗi phần nào đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là mời chọn hiện tượng lỗi của ECM chẳng hạn. Đấy, ví dụ lỗi phần nạp điện này, lỗi phần đánh lửa này, đúng không ạ? Lỗi phần phun xăng này, lỗi phần khởi động này, rồi lỗi các trường hợp khác, đúng không ạ? Vậy thì anh em khi mà đã biết cái ECM của mình lỗi phần nào thì anh em bấm trực tiếp vào cái phần đó đấy, để kiểm tra trực tiếp luôn. Còn nếu như anh em chưa biết thì anh em có thể bấm vào lỗi các trường hợp khác như này. Đấy, ví dụ như thế nhá. Đấy, thì anh em sẽ nắm được. Đấy, ví dụ như để mình đang quay đây. Đấy, ví dụ như như thế này thì anh em cũng biết là xe bị làm sao đúng không ạ? ECM bị làm sao, ví dụ như trường hợp như thế này. Đấy, là chập mạch điện cấp nguồn 12V bên trong ECM và thay thế linh kiện tương đương từ một ECU khác. Đấy, hoặc linh kiện tương đương trên thị trường. Đấy, thì máy cũng sẽ cho ta biết thông tin là cái linh kiện đó nằm ở đâu đúng không ạ? Vị trí mà anh em có thể quét ECU ra để anh em thao tác. Đấy, rất là rõ nhé. Không có một dòng máy nào trên thị trường có cái chức năng này đúng không ạ? Rất là hiện đại. Đấy, mình đây anh em mình đang thao tác giờ thì mình cũng tiện thì mình quay để anh em thấy được thôi đúng không ạ? Đấy, và bây giờ thì công tác cài đặt máy cho anh. Đấy, cũng như bao anh em khác là khi mà anh em nhờ mình mua máy tính luôn ấy thì mình cũng là gì cài đặt luôn, anh em cho mình thông tin và mình cài đặt luôn ở trên máy nhé. Đấy. Đấy. Đây thì với máy Tab S6 của Samsung đây thì luôn có cái bút này, anh em làm thì chân tay bẩn anh em không cần phải chạm vào màn hình, mình thấy nó cũng rất là tiện lợi. Mình khởi động nguồn đến đây.
Rồi. Khi mình cài đặt sẵn và mình gửi cho anh em thì anh em về chỉ cần bật máy lên, anh em kết nối với xe là xong. Anh em không cần một cái thao tác gì nữa nhé, vì mình đã làm xong hết rồi. Đây là bên trong và anh em kéo cái túi bên cái nắp này ra, anh em sẽ có một quyển sách hướng dẫn sử dụng Motorcycle Tab. Đồng thời đây là thư cảm ơn của công ty. Đấy. Và anh em lật bên đây lên thì anh em thấy cái gì? Hướng dẫn nhanh kích hoạt bản quyền sử dụng Motorcycle Tab và Motorcycle Phone, đúng không ạ? Đây là mã sản phẩm. Anh em nhìn này, đây là mã sản phẩm nhé. Đấy. Đấy, còn đây là mã xác nhận. Khi anh em tải phần mềm về cái là máy yêu cầu mã xác nhận này ngay. Anh em nhập cho mình cái mã này đầu tiên nhé. Vậy thì trong bộ máy là có sách hướng dẫn sử dụng rồi. Anh em nhớ là về đọc kỹ sách cho mình nhé. Đây anh em này. Đấy. Hướng dẫn sử dụng Motorcycle Tab, đúng không ạ? Đây là một quyển sách mà anh em trước khi sử dụng anh em nên là anh em đọc các thông tin ở trong này. Thì anh em thấy nó không có cái gì là bỡ ngỡ cả nhé. Đấy, mọi thông tin thì công ty cũng đã có hết ở trong cái quyển sách này rồi. Đấy. Kiểm tra như thế nào, kiểm tra như thế nào, đấy, thao tác như thế nào thì đã đều có rồi nhé. Vâng, đây chính là mã sản phẩm cũng như là mã xác nhận. Anh em nhìn này, đấy. Và anh em cần phải nhập những thông tin này vào, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ tiến hành mình nhập thông tin cho anh. Đây, Motorcycle Tab thì mình cũng đã tải về luôn rồi anh em này. Đây. Đấy. Mình tải về sẵn luôn rồi. Đấy. Khi anh em tải về, anh em nhìn đấy thì có giao diện như thế này, đúng không ạ? Đấy, giao diện như thế này. Đấy, giao diện này rất dễ sử dụng mà anh em về anh em cài đặt nó cũng rất là dễ. Đây, mình cho gần mà anh em thấy này. Khi anh em tải về, kể cả bây giờ anh em chưa có máy thì anh em cũng đã tải được cái giao diện này về rồi, đúng không ạ? Anh em mua máy thì anh em sẽ có mã, anh em nhập vào luôn. Đấy. Giao diện nhà thiết kế cũng rất là đẹp. Đấy. Anh em bấm vào cái lá cờ Việt Nam cho mình nhé. Đấy. Đây, nhập mã xác nhận khách hàng. Anh em phải nhập vào đây cho mình, đúng không ạ? Đây thì chính là cái mã xác nhận khách hàng đây anh em này. Vừa mình mới nói đây này. Đây, chính là mã xác nhận này. Đấy, anh em nhập chữ in cho mình nhé. Đấy. Mình sẽ tiến hành mình nhập này. Đây là mình đã nhập mã xác nhận đã xong. Đây, anh em nhìn này. Đúng không? Trùng với mã này là được. Đấy. Rồi, mình sẽ hoàn tất. Vâng. Anh em nhập xong mã xác nhận thì anh em vuốt hết lên trên như này. Anh em đọc kỹ nhé. Anh em vuốt màn hình lên như này. Đấy. Sau đó anh em bấm vào đây cho mình. Tôi đã đọc và hiểu đồng ý tất cả này. Anh em bấm vào đây. Đấy, và anh em bấm đồng ý này. Đấy. Sau đó anh em nhập thông tin vào đây cho mình nhá. Đấy, anh em nhập thông tin khách hàng vào đó. Vâng, mình đã nhập thông tin của anh đã xong, tên, địa chỉ, số điện thoại và cuối cùng là anh em nhập mã sản phẩm cho mình, chính là cái mã đây này anh em này. Đây. MTB02122022 Đấy, đây chính là mã sản phẩm nhá. Và mình cũng đã nhập tới dòng cuối cùng. Và anh em bấm vào đây cho mình. Đấy. Rồi.
Và cái công đoạn này là quét mã QR. Đấy. Đây, anh em hướng máy vào đây, anh em quét cho mình nhờ xong. Vâng, đã xong. Quý khách đã kích hoạt thành công. Đấy, cảm ơn quý khách đã lựa chọn và sử dụng sản phẩm Motoscantac của nhà sản xuất DTD Auto Việt Nam. Vâng, công đoạn kích hoạt đã xong rồi anh em ạ. Đấy, anh em thấy công đoạn kích hoạt thì rất là đơn giản thôi, đúng không? Đấy, rất là nhanh. Vậy thì bây giờ anh em chỉ có cắm máy là anh em thử thôi. Đấy. Mọi thông tin của anh em đã được lưu ở trên máy rồi, đúng không ạ? Và công ty cũng lưu hết ở trên máy chủ hết. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm máy thử nhé. Vâng, bây giờ thì trong bộ máy Motoscantac thì anh em được dùng cáp mới luôn rồi. Đấy, có sẵn luôn rồi nhá. Đây, anh em nhìn này. Cáp thì bây giờ là tất cả các đầu rắc anh em cắm với xe là trực tiếp luôn. Anh em không cần cắm rắc lẻ trước đây nữa, đúng không ạ? Rất là thuận lợi cho anh em. Đấy, anh em không cần phải nhớ thuộc gì cả. Cứ vừa rắc là anh em cắm là xong. Rất dễ. Đây là cáp DLC01. Cáp DLC01 này là chuyên để đọc xóa lỗi này, đúng không ạ? Đọc lỗi các loại xe này, xóa lỗi này, xem thông số hiện hành này. Đấy, đọc lỗi hệ thống ABS của Honda này. Đấy. Rồi. Kiểm tra tỷ lệ và khi ép là cũng anh em cũng dùng cái cáp này hết nhá. Đấy. Còn cáp này là cáp DLC03 là anh em dùng để hiệu chỉnh tỷ lệ hòa khí IF rồi nạp phần mềm vân vân thì anh em phải chuyển sang cáp này nhá. Đây cũng là các đầu nối là có sẵn luôn, anh em không cần phải cắm rắc lẻ như trước nữa, đúng không ạ? Đấy, vậy thì anh em dùng những bộ cáp này rất là thuận tiện. Và bây giờ mình cũng đã nhập rất nhiều những cái cáp sẵn như thế này. Anh em nào có máy Motoscan CE này, Motoscan 7 này, Motoscan Fold cũng như là Motoscantac thì anh em cần những cái cáp mà đa năng như thế này thì anh em gọi cho mình sẽ gửi cho nhé. Đấy. Đây, bây giờ mình sẽ bóc mình kết nối với máy. Đây, cáp mới mình đã dỡ ra đây rồi anh em này. Đấy, đầu cáp mới luôn, anh em cắm trực tiếp vào xe luôn. Đấy, chả phải nhớ thuộc gì nữa, rất dễ dàng đúng không ạ? Mình lấy Motoscantac rồi nhá. Rồi. Đây là bộ máy Motoscantac. Đây. Đây. Rồi, thiết kế rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, một bộ máy rất là đa năng. Anh em làm tất cả các chức năng, anh em chỉ cần đổi cáp thôi mà anh em không phải kết nối với một cái thiết bị gì nữa nhá. Anh em chỉ cần đổi cáp. Đấy, là anh em đã có các chức năng rất là hiện đại rồi và anh em chỉ cần xem trên màn hình máy tính là đã xong, đúng không ạ? Anh em chưa có điều kiện mua máy tính như thế này thì anh em có thể kết nối với điện thoại. Đấy, và ngày nay thì máy Motoscantac đã kết nối được với lại iPhone rồi nhé. Anh em dùng iPhone anh em kết nối được rồi, đúng không ạ? Đây, anh em nhớ nhá, cái đám chỗ giấy này này là anh em khía ra là trong đây có cái thẻ nhớ nhá. Có thẻ nhớ này. Rồi, anh em vặn chặt chẽ vào cho mình. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình kết nối với xe nhé. Đấy thì với kết nối với những dòng xe phổ thông Honda như này thì anh em dùng cáp trắng như này. Đấy. Còn những cái dòng xe đời mới đúng không ạ? Ví dụ như Lít 125 đời 2022 bây giờ hoặc là SH từ 2020 trở về đây thì anh em dùng cáp đỏ này. Đấy. Cáp này thì anh em biết là những anh em mà dùng cáp cũ ấy, thì thực chất là cắm cáp lẻ nó hơi khó khăn bởi vì chân rắc rất là bé nhé.
Anh em có cáp này anh em cắm trực tiếp thì nó rất là dễ và nhàn hơn. Đấy, anh em cắm này là xong luôn, anh em không cần phải nhớ thuộc gì cả, đúng không ạ? Rồi, đánh thức ổ khóa. Kết nối máy mô xuyên táp. Đây đang dùng máy mới luôn, thao tác luôn. Vâng, anh em nhìn trên màn hình máy motion tap thì đã kết nối rồi. Kết nối luôn rồi, đúng không ạ? Đấy. Kết nối với hệ thống OBD trên xe này. Anh em bấm vào Honda này. Vâng, tìm xe tự động luôn nhé. Đấy, tìm xe tự động luôn, anh em bấm vào đây cho mình. Rồi, vậy thì phương pháp kết nối thì mình cũng vừa kết nối xong, đúng không ạ? Cái rắc trắng kết nối với rắc đỏ trên xe. Đấy, anh em nhìn trên xe đây, đúng không ạ? Rắc trắng đây, kết nối với rắc đỏ đúng như hướng dẫn nhé. Đấy, vậy thì của mình kết nối đúng như là kiểu 1 luôn, đúng không ạ? Kiểu 1, đấy. Rất là rõ ràng. Đấy, rất là rõ ràng. Đấy, còn anh em bấm vào kiểu 2 này, thì là đây là dòng xe... Ví dụ SH từ 2020 trở về đây, hoặc là xe Elite 125 thì anh em dùng cái rắc đỏ này. Đấy, trước đây anh em cắm rắc lẻ là rất là khó khăn đấy, đúng không ạ? Kiểu 3 này là kiểu truyền thống, trước đây anh em dùng cái cắp cũ thì anh em phải cắm theo rắc lẻ như thế này. Đấy. Và kiểu 4 là cái kiểu mà đấy, rắc đời mới vừa rồi mình nói là rắc đỏ đấy, nhưng mà anh em dùng cắp cũ. Đấy, thì anh em phải cắm rắc lẻ như này nhá. Đấy. Tiếp theo này. Motion Tap đang tìm xe tự động, vậy thì máy cũng tìm xe cho luôn. Ta thấy là gì? Elite 125 đời 2018, 2019, đúng không ạ? Anh em bấm vào đây cho mình. Đấy. Và tất cả những xe mà có hệ thống khóa thông minh thì ở trên những cái dòng này. Đấy, kết nối hệ thống động cơ này và có xe có khóa thông minh thì sẽ hiện lên là hệ thống khóa thông minh. Còn những xe mà không có thì nó cũng không có cái dòng này đâu, đúng không ạ? Đấy, rồi là ODO, hệ thống công tơ mét điện tử, nếu mà xe nào có thì nó mới hiện dòng này, còn nếu mà xe không có thì nó cũng không có luôn. Đấy. Và đây, xe này là hệ thống khóa thông minh là có, anh em nhìn, đây là ECU đây, đúng không ạ? Là có, nên là trên máy sẽ hiện ra. Đấy, và anh em bấm vào cái hệ thống động cơ này cho mình. Thì sẽ hiện ra các dòng như là đọc mã lỗi này, xóa mã lỗi này, khôi phục lại ECM này, đấy. Thông số hiện hành này, đấy. Thông số hiện hành này, kiểm tra AF này, đúng không ạ? Vậy thì kiểm tra AF thì anh em dùng cáp DLC01 là mình đang dùng đây, là cáp DLC01. Nhưng anh em muốn hiệu chỉnh tỷ lệ hòa khí AF, đây này, hiệu chỉnh AF và nạp lại phần mềm, thì anh em phải đổi cáp DLC03, đấy, như mình nói ngay từ đầu, đúng không ạ? Đấy, đây là anh em kiểm tra, đấy, mình bấm vào kiểm tra AF rồi. Đấy. Kiểm tra AF thì có cái thông tin như thế này, đấy, xe chưa nổ máy nhé. Đấy. Rồi thông tin ECM, đúng không ạ? Đấy. Rồi anh em xem thông số hiện hành thì anh em bấm vào đây. Đây thì cái giao diện này thì nó quá truyền thống rồi. Máy Motoscan 7 cũng có. Đấy, nhưng Motoscan Tab thì với Motoscan Phone thì nó còn hơn nữa, là nó còn có những cái giao diện rất là đẹp. Ví dụ anh em bấm vào đây cho mình. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, anh em sẽ kiểm tra TP, anh em kiểm tra điện áp ắc quy, vòng tua máy, thời gian mở ti kim phun, cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT. Đây là giờ hôm nay trời lạnh lắm anh em ạ. Đấy. Hôm nay ở chỗ anh em không biết thế nào, chứ ở chỗ mình hôm nay có, đúng rồi, đây là có 18 độ C này anh em này. Đây, rất lạnh. Đấy. 18 độ C. Đấy, rồi là tỷ lệ hòa khí A/F. Đấy. ECM tối ưu. Đấy, anh em có thể bấm giãn đây ra. Màn hình ra, toàn màn hình luôn. Thì anh em còn có thêm những cái dòng thông tin ở bên đây nữa, đúng không ạ? Thông tin này, giá trị này. Đấy. Ví dụ thông tin là điện áp, nhiệt độ, động cơ và giá trị bây giờ là cảm biến đang gửi về ECM, giá trị điện áp là 3237 mV, đúng không ạ? Vậy thì hơn 3,2 V. Đấy. Tương tự như vậy thì cũng nhiệt độ khí nạp, rồi điện áp, nhiệt độ khí nạp, đấy là đều có hết anh em nhé. Đấy. Có thông tin ở đây hết. Anh em nhìn. Đấy, có hết nhá. Đấy. Ngoài ra thì còn có một kiểu xem nữa là kiểu 1. Vừa rồi anh em xem kiểu 2, đúng không ạ? Kiểu 1 thì anh em trên đây là đồng hồ vòng tua máy này. Đấy, dưới đây là các thông tin này, ví dụ như là tốc độ động cơ, nhiệt độ động cơ, nhiệt độ khí nạp. Anh em bấm tiếp vào đây cho mình. Thì có áp suất cổ hút khí nạp này, góc mở bấm ga này, góc định lửa sớm này. Và tương tự như vậy thì anh em cứ luân chuyển đi cho mình nhé. Anh em luân chuyển đi. Đấy. Rồi. Ngoài ra thì còn có một biểu tượng
như thế này nữa. Đây là giao diện kiểu đô thị để cho anh em thấy được nhé. Đấy, rất nhiều chức năng anh em sẽ khám phá dần nhé. Đấy. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Anh em có những cái thông tin rất là chính xác, cũng như là giao diện anh em kiểm tra thông tin các cảm biến rất là chính xác luôn và rất là dễ nhìn. Đấy, tuyệt vời luôn. Anh em có thể kết nối với TV nhé. Anh em có thể đồng bộ màn hình của máy tính với TV và anh em xem trên máy tính như thế nào thì trên TV đúng như thế luôn. Đấy, đấy là tùy anh em nhé. Đấy, khách hàng cũng có thể nhìn thấy luôn. Vâng, vậy thì mình cũng vừa cũng kiểm tra máy cho anh này. Đấy, cũng vừa cài đặt xong máy cho anh Phước. Anh đến từ thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Và cái công đoạn kích hoạt máy của anh đã xong. Và bây giờ thì mình chỉ còn gì? Đóng gói cho anh này. Đấy, công tác đóng gói. Đấy, và anh về, anh bật máy lên là anh sử dụng luôn. Đúng không ạ? Đấy, thì với những anh em nào có nhu cầu về các dòng máy Moto Scan thì anh em cứ liên lạc với mình nhé. Ngoài ra thì cáp, các dòng cáp test ECU, rồi cáp kiểm tra CKP, cáp kiểm tra IACV mình nhập về rất là nhiều. Đấy, cáp kiểm tra ECM thì cũng rất là nhiều luôn, mình để dưới đây đúng không ạ? ECM nhỏ, rồi ECM SHI. Đấy, rồi bộ cáp đa năng kiểm tra vừa rồi mà công ty DTD Auto mới ra mắt, đây chính là bộ cáp để kiểm tra ECU của dòng xe đè ACG đấy anh em này. Đây, bộ cáp này của nó là có 9 cáp anh em nhé. Đấy, và có giá là 4.800.000 đồng. Mọi thông tin thì ở trong đây anh em có sách rồi. Đấy, các mã cáp đấy, kiểm tra được những ECM gì đấy thì đều có. Đấy, và công ty hướng dẫn rất là rõ ràng, anh em có sách hướng dẫn sử dụng. Đấy, đây là bộ cáp đây anh em này. Đấy, trong đó có một cáp chính nhá, mình đã làm video rồi, anh em có thể xem lại đúng không ạ? Đây. Đấy. Đấy, anh em thợ cho mình vừa rồi cũng đang thực hành kiểm tra ECU xe đè ACG. Đấy, vừa anh em xem từ đầu video chắc anh em cũng biết rồi đúng không ạ? Đấy, công ty đóng gói 3 cáp 1 như thế này. Đấy. 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 Đấy là bộ cáp mới công ty mới ra. Đấy, còn những cái cáp mà kiểm tra ECU của SHI hoặc là ECU nhỏ đấy thì công ty ra từ lâu lắm rồi đúng không ạ? Anh em cần thì anh em cứ alo cho mình. Đấy, còn đây là bộ cáp mới. Rồi, đây là sách hướng dẫn này. Đấy, luôn có này. Đấy, thì ngoài ra anh em có nhu cầu về các bộ máy đấy, hoặc là anh em có nhu cầu khi mà mua máy mà anh em cần máy tính bảng thì mình cũng mua hộ như anh em như thế này. Đấy, và anh em chuyển khoản cho mình cái tiền máy tính trước, mình sẽ ra FPT mình mua hộ anh em và mình về mình cài đặt sẵn như thế này. Và khi gửi về tới anh em thì anh em chỉ việc dùng thôi, anh em không cần phải thao tác gì hơn nữa nhé. Đấy, ngoài ra thì anh em cần những cái bộ phụ kiện đa năng tùy chỉnh công suất động cơ như này, là những cái bộ EFO3, EFO4 thì anh em cần thì mình cũng lúc nào cũng có nhé. Ngoài ra thì các bộ đồng hồ đo điện đấy, của hãng Kyojitsu của Nhật Bản, một bộ đồng hồ đo điện rất là bền và cho thông tin chính xác trong nhiều năm. Đấy, ngoài ra thì mình còn cung cấp các bộ đo áp nhiên liệu, áp suất buồng đốt của DTD Auto, mà riêng phần đồng hồ thì nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đấy, thì anh em theo dõi anh em biết rồi, hiện tại thì mình cũng đang nợ một số anh em những cái bộ đồng hồ đo áp đấy, bởi vì công ty cũng đang phụ thuộc vào nguồn đồng hồ nhập khẩu từ Hàn Quốc nên là cũng chưa có, và một vài ngày nữa sẽ có, mình sẽ gửi cho anh em nhé. Và anh em có nhu cầu thì cứ đặt hàng mình có mình gửi cho luôn đúng không ạ? Vậy thì mọi thông tin anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình theo số máy điện thoại là 0979 407 116, mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em với những cái sản phẩm anh em yêu cầu nhé. Mình xin kết thúc video này đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.